Thưa quý vị và các bạn, vụ đông năm 2019-2020, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng được giao kế hoạch trồng 110 hecta. Đến thời điểm này, xã đã trồng xong toàn bộ diện tích vụ đông theo kế hoạch. Điều đáng nói hơn cả là người dân Phong Niên đã hoàn toàn chủ động trong việc tìm đầu ra cho cây trồng vụ đông và nhiều sản phẩm hàng hóa nông nghiệp khác của địa phương mình. Xuống giống khoảng 2 tháng trước, đến nay một sào cà chua của gia đình chị Nguyễn Thu Huệ ở thôn Tân Phong 1, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng đã cho thu hoạch vài ba lứa. Năm nay thời tiết vụ đông tương đối thuận lợi, vườn cà chua khoảng 500 gốc của gia đình chị Huệ được chăm sóc tốt nên rất sai quả. Với mức giá bình quân từ 8 đến 10 ngàn đồng mỗi kg như hiện nay, riêng vườn cà chua sẽ cho gia đình chị Huệ thu nhập khoảng trên dưới 30 triệu đồng. Năm nay thì em giá thời điểm bây giờ 13.000 nhưng mà em chưa chín, em trồng được khoảng 2 tháng rồi. Năm ngoái em trồng từ tháng 10 mà năm nay em trồng từ tháng 9. Em muốn bán Tết nó đắt hơn năm ngoái. Năm ngoái mai mà em bán đầu vụ là 8.000, thế là mai về sau nó hết cà chua thì em bán được 10 với 12. Còn năm nay thì chắc là đắt hơn năm ngoái. Em bán cho xe ô tô đến tận nhà cân. Được cái năm nào em có chỗ đầu ra. Cũng là một hộ trồng rau có thâm niên ở thôn Cốc Sâm 2. Vụ đông này diện tích đất 4 hecta của nhà chị Nguyễn Thị Thảo được chia đôi, một nửa trồng đỗ béo, một nửa trồng bắp cải, su hào và những loại rau xanh gối lứa khác. Hầu như chị không phải mang rau đi xa bán, bởi toàn bộ sản phẩm ngay sau khi thu hoạch đã được thương lái đến thu gom tại nhà. Canh cánh nỗi lo chỉ cần một nhà làm rau không an toàn khiến cả làng ế, nên chị Thảo thực hiện vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, chăm sóc rau màu đảm bảo an toàn để giữ chữ tín với khách hàng. Người dân mình trồng thì đa số là mình còn ăn ấy. Mình tiêu thụ xung quanh những nơi mình sản xuất thôi chứ không phải là xuất đi những cái nơi xa xiết gì, nên là nếu mà trồng rau mà cứ không an toàn thì người ta ăn là người ta đến là người ta biết mình ở đâu ấy, nguồn gốc mình cho rõ ràng ấy. Nên là đây là không 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 làm những cái như thế. Ra ngoài thị trường là cứ bảo là kích thích cái này nọ, tăng cái có cái thuốc phát triển lớn ấy, nhưng mà cái đấy nó chỉ là một phần bé bé thôi, nó không 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 thể nào làm lớn được, nó cứ đủ thời gian, đủ nước, đủ phân là nó mới lên được. Chứ còn nếu mà bảo là kích hay là này nọ là làm cho người dân hoang mang hay là thuốc bảo vệ thực vật nhiều, không phải đâu. Là địa phương có diện tích cây vụ đông không lớn, thế nhưng sản xuất vụ đông luôn mang lại cho người dân Phong Niên nguồn thu nhập đáng kể, mỗi năm lên tới trên chục tỷ đồng. Sự năng động, nhạy bén trong phương thức làm ăn của bà con nông dân đã giúp sản phẩm rau màu của Phong Niên được tiêu thụ dễ dàng. Chúng tôi thường xuyên là cứ một tháng một lần là tôi xuất đi rồi. Đấy. Thế còn đỗ này là hai tháng, hơn hai tháng tôi đã có rau xuất. Thế còn cái như cái vụ đông này là chúng tôi liên tục cứ lân phiên nhau, có khi là ngày nào cũng có rau xuất, ngày nào cũng có. Về cái thị trường của chúng tôi thì nó như thế này, tức là một là chúng tôi xuất đi Bảo Yên, đấy là chúng tôi thường xuyên xuất Bảo Yên, là thị trường ta lên tận nơi. Cái hai nữa là đi Bắc Hà, là người ta cũng về tới tận nơi người ta lấy. Thế còn lại là một số, tức là có một cơ sở trên Chợ Đêm cũng là có một cái thương hiệu ở trên, là cứ lên là cân thôi. Đấy, người ta đã đặt sẵn rồi. Đấy, nên là chúng tôi cứ chở lên nơi là hết, chứ không chúng tôi không phải bán lẻ. Thời điểm này, một số diện tích cây rau màu vụ đông của Phong Niên đã cho thu hoạch. Giá rau xanh các loại trên thị trường cũng cao hơn so với cùng thời điểm này năm trước, nên sản phẩm của bà con càng được tiêu thụ thuận lợi, dễ dàng hơn. Bà con hy vọng sản xuất vụ đông năm nay sẽ được mùa, được giá, mang lại nguồn thu ổn định cho những hộ trồng rau màu.